Đây là kết quả từ các chương trình xúc tiến tiêu thụ tôm hùm gắn kết giữa vùng nuôi với các đơn vị thu mua, cung ứng. Từ giữa năm ngoái, lượng tôm hùm bông tồn đọng ở vùng nuôi các tỉnh Nam Trung Bộ lên đến hàng trăm tấn. Trung Quốc xếp tôm hùm bông vào danh mục các loài động vật nguy cấp hoang dã cần được bảo vệ và đưa ra những quy định khiến các doanh nghiệp gặp trắc trở khi xuất khẩu tôm hùm bông sang thị trường này.